Chào tất cả quý vị khán giả và các bạn. Hôm nay là ngày thứ 5 trên cuộc hành trình. Hôm nay tôi bắt đầu hành trình của mình hơi sớm một chút so với thường lệ. Tôi giờ khoảng tầm 6 giờ 30 sáng. Tôi bắt đầu sớm bởi vì là hôm nay tôi sẽ đi một hành trình qua hồ thủy điện Thác Bà bằng xuồng đánh cá, hẹn với một anh đánh cá làm nghề đánh cá đánh trải trên kia. Bây giờ thì xin tạm biệt nhà máy thủy điện Thác Bà. Hành trình của tôi lại bắt đầu tiếp tục. Giờ tôi xuống đến bến sông và đang chờ vợ chồng chú em Thâm lên đón, đi lên thuyền để tìm hiểu về dân trai trên hồ thủy điện Thác Bà. Các bạn theo dõi video của tôi nhé. Thuyền cập bến đón mình này. Đây là chỗ đây để nó ra luôn. Nó bị xoay không? Phải đẩy. Nó bị nặng phải không? Thế là quen với sông nước thì mới dậy đi làm từ mấy giờ rồi? Hai vợ chồng làm từ mấy giờ? 5 rưỡi. Năm rưỡi. Anh chắc cũng lúc khoảng tầm 6 giờ kém mới dậy. Anh còn dọn hành lý. Nhiều đồ lắm, đi theo nhiều đồ lắm. Bây giờ vòng đi đâu? Không, nhưng mà bây giờ còn ở đây xong rồi vòng đi đâu nữa? Hay là xong rồi? Dạ, không biết, em không thấy đánh mà chưa biết đến chỗ nào hết. Vẫn còn nhiều mà. Vâng. Đây mình sẽ cập vào cái tàu bến to này. Để lên cái thuyền to luôn. Buộc hai cái thuyền vào nhau ạ. Anh cứ đặt đồ ra đầu thuyền xong tí ngồi về đây quay. Còn tí ngồi ở trong này lại không thấy. Tí là cái thuyền này vẫn đi kèm theo không? Buộc kèm theo mà. Vâng. Thế để cái thuyền to để cái ấy to ở đây. Cái thuyền này không để cái đồ đánh bắt đâu phải không? Không. Cứ để đồ đây đi. Anh là cứ rồi. Tôi đang ở trên cái thuyền đánh cá của vợ chồng chú em Thâm, đang thu lưới, áp được khoảng cái này là gọi là cái gì? Bắt quái. Là cái bắt quái, thu cái bắt quái để đánh tôm. Tôm. Bây giờ được khoảng 1/2 số bắt quái nhỉ? Chẳng có tôm. Một cái này là bao nhiêu, dài bao nhiêu đây? Cái này dài là 9 mét. 9 mét, một cái bắt quái như này dài 9 mét. Hai vợ chồng hộ nhau thả xong rồi lại thu lên. Vâng, 3 ngày đây. Cái này là ngâm 3 ngày rồi. 3 ngày. Cứ 300 cái là, là nó xoay vòng luôn. Cứ ngày nào cũng vớt là đến nó là 3 ngày. Vâng, cứ là mỗi một lượt là ngày là 3. Mà là một ngày là thu được 100 cái, thả 100 đấy, cái đấy. Một ngày thì mình được khoảng bao nhiêu cân tôm? Chắc được chục cân, nhưng mà hôm nay không biết có được không.
300 như thế, đều đều. Là cả hai vợ chồng nhỉ? Hai vợ chồng. Ăn thua mấy đâu. Thôi có việc làm là được rồi, mình gần hồ có công ăn việc làm. Tạo công ăn việc làm. Đúng rồi, tạo công ăn việc làm. Không cần mồi việc gì, cứ đánh xuống. À, không cần mồi, cứ thả xuống thôi. Cứ thả dài nữa, các đò này nó vào. Thế là được cái là mình cũng mua bát quái, mình cũng không phải thêm cái khoản mồi như kiểu đội đi câu. Đội đi câu cứ mỗi cái này là 201 này. À, mỗi một cái này là 201. 100 cái là cũng vào 10 cái là 2 triệu, 100 cái 20 triệu nhỉ? 100 cái là 21 triệu. À, 21 triệu rồi. 300 cái là hết 63 triệu. 60 triệu đấy. À. Như vậy là mua đồ nghề dụng cụ để làm nghề chài lưới trên hồ là cũng khá tiền. Một cái thuyền này là khoảng bao nhiêu tiền đó, hai cái thuyền này? Hai cái này nó rơi vào tầm cả máy móc thì rơi vào khoảng 25 triệu. À, một cái thuyền này là 25 triệu đó các bạn ạ, nếu mà ngót nghét khoảng 100 triệu đấy. Để... là nó đồ nghề các thứ là nó rơi ba bộ đấy, nó rơi vào 100 triệu. Vâng, 100 triệu để hành nghề chài lưới ở trên thủy điện Thác Bà nhá. Mình làm nghề này lâu chưa? Cũng được gọi là chính thức đánh cái bát quái này thì được 5 năm rồi. Còn đánh cái rộn nữa kia thì đến bây giờ, hiện tại đến bây giờ chắc được 10 năm rồi đấy. À. Tức là cái nghề chài lưới là cũng được hơn chục năm rồi nhỉ. Thế đâu hơn từ bé kia đã phải đi rồi mà. Vâng. Bé đã đi đánh đây, đánh cái rộ kia kìa. À. Cái rộ nứa kìa. Đúng rồi. Đấy. Bây giờ lại chuyển sang. Bây giờ kinh tế nó có điều kiện để chuyển qua mua. Điều kiện hơn thì mình lại chơi sang cái này nó lớn tiền hơn. Vâng. Nhưng mà nó lại được cái nó không phải làm mồi. À. Còn cái rộ kia là phải làm mồi hả? Rộ kia phải làm mồi. À. Cơ của mình lấy bột sắn này, lấy xi, lấy cá này. À. Nhào lên làm như kiểu bánh trôi ấy. Ờ. À. Thả vào. Đấy, cái này là có một khoang đoạn nó lại có một cái cửa vào phải không? Ở đây. À, đây. À đây. Khoang này cách một cái có một cái. À cách bên một cái. À. Xong rồi khi mình thu lên nó cứ rơi theo xuống phải không? Đấy. À đấy còn có một cái. Xong nó có hai cái hòm. À. Hai cái hòm vào. Ờ, à, xong rồi đến cuối là nhấc lên phải không? Đấy, đến cuối này nó kiểu nó có hai cái mà nó không thu được ra. Ờ, à, thế là không kiểu mày ở trong ấy thôi. Có con cá gì đấy? Bóng tượng. À. Tí đổ ra quay. À, rồi. Xem con bóng tượng là đây. Có con cá bóng đấy, cá bóng này phải tôm này các bạn. Bóng tượng có. Có cá nó được nhiều. Có cá không? Nhưng mà con bóng tượng này mà bây giờ được nhiều thì có bán đắt không? 40.000 một cân. Ồ, thế cũng được nhỉ. Nhìn con này mà đem bây giờ mà chuyên mỡ nhỉ. Có ăn được mỗi một bữa nào đâu. À. Bọn em đi thì bọn em cả. Ờ đúng rồi, kiểu mình không phải là mình ngấy cái mùi rồi mình nhìn thấy cái mùi là mình cũng ngấy rồi kiểu thế. Đúng rồi. À. Thế như thả một chỗ này là mười mấy cái phải không? Một cái dây này là thả xuống đây là bao nhiêu cái bát quái này? 100 cái. À, cứ 100 đi. Cái một đường đi như này này. À, bây giờ cứ thu dần ra đây. Từ đây sang bên kia. Không phải nó ở một chỗ này đâu. À, không mình tách ra phải không? Không, cứ buộc vào theo nhau này xong là cứ giải đi đường dài ấy mà. À. Nó rơi vào cả cái dây này nữa, nó rơi vào 100 cái nó rơi vào hơn một cây số ấy. À. Tầm cây 2. À. Thế là cái đống này xong tí chiều là mình lại đi giải. Đấy, chiều cần tôm cho ăn tôm xong lại chiều lại đi giải. À. Lại giải hết một cả một đống này. Đấy, lại phải hết. Lại buộc vào. Đấy, không buộc sẵn đi mà cứ giải cho nó rơi xuống kia. À, ở đây nó có cái cửa ra phải không? Cái hòm để ra. Không phải cởi ra đâu phải không? Không cần. À. Thế mình cứ thu xuống đến một đoạn cuối nó là lại mình nhấc ra lên là rũ ra thôi. Đấy, cứ như này thôi. À.
cá rộn bỉ đấy. Con cá to to. Cá rộn bỉ không lấy làm gì. Con này nó ở dưới đáy nhỉ? Ừ. Nó ở dưới đáy nó hay chui không? À, con ấy lại thả. Không không ấy. Đấy, có con cá rộn bỉ không không ai lấy. Không ai lấy. Nhưng mà có to ấy họ lấy kiểu họ lột đi, ừ. Họ lọc đi. Ừ. Lọc thịt ra nó đỏ chót. Đây này, cái mẻ này chắc được nhiều nhỉ? Ừ. Xem. Ở đấy cái mẻ này được khá nhiều. Được. Cứ có cái được cái không. Ờ. Đấy, cái chuyến đi sớm nhất là đi rồi, tí có một chuyến đó. Ờ, là cái thuyền qua sông cái gì? Ờ đấy. Ờ. Tí chuyến sau ấy, thấy nó về đây không em mới chở anh ra. Vâng. Đi kiếm đấy chắc 8. Vâng. Thì anh về à? Không, đi lên Điện Biên tiếp. Đi qua đi về thành phố Yên Bái không đi đi. Ờ đi ấy về thành phố Yên Bái xong đi lên. À được. Ờ khoa này được nhiều thế này, có cả một con rộn rộn bể không? Lại một con. Chắc lúc nãy ném đi xong nó lại vào thì nó lại chui xuống hay không? Không phải đâu, bóng tượng ấy. À. Bóng tượng. Bóng tượng to thế. Bóng tượng có con to. Con to mà. À. À, con bóng tượng hay là con ấy? Con cá rộn bể hay là bóng tượng? Không, bóng tượng. À. Ấy, mẹ này được nhiều ấy nhỉ? Mẹ được nhiều. À. Đây, thử xem. Cái loại này này. Ừ, đấy. To nhìn nhất hẳn nó lên xem. Úi, có con to thật. Có con còn cân hơn cân đấy. Ờ, hai con, được hai con. Được rồi. Đây sắp đến những cái mẻ lưới cuối cùng của hai vợ chồng là chú. Còn ít thôi, còn là khoảng 20 cái nữa thôi. Ừ. Đây là xong công việc buổi sáng nhỉ? Đấy là chiều là đi giải khoảng. Giải thì nhanh hơn nhỉ? Giải khoảng 20 phút. À. Xong là nghỉ. Xong là nghỉ đến sáng mai 5 giờ rưỡi lại dậy lại đi vớt. Vâng. Sáng 2 chuyến, chiều 2 chuyến. Ờ, như kiểu xe khách ấy nhỉ? Bắt ra xe khách có cái tàu chở khách ở đấy bên kia. À, tí có gì tôi sẽ đi tàu chở khách, tàu kia sang bên thành phố Yên Bái. 3 chuyến, sáng chạy những 3 chuyến. À. 12 giờ nữa chạy. Chiều chắc nó chạy 1 chuyến được không? Chiều chạy 2 chuyến sao? À. Chiều vẫn khó. Hôm qua là mình đợi lâu, mình muốn tiện thì mình đi chuyến đầu. Ừ. Đúng rồi, có cái xe máy ở trên đấy không? Thì sáng nay chuyến này chạy đi xuống. À, cái thả cái bát quái này là hôm nay mình thả đây xong mai mình lại thả sang chỗ khác cái gì không? Không, nếu mà nó được tôm cứ thả đi thả về thôi mà. À, không cần chuyển đâu mà. Không cần chuyển, mai chiều lại vẫn thả ở đây. Đấy. Chẳng hạn chiều thích lại thả lại thôi mà. Ờ, lại vòng lại đây xong rồi lại. Ngày mai lại lấy. Đấy. Cái tôm nó cũng có thêm từng khu vực nhỉ? Đấy. Bây giờ cái xịt. Dùng máy to xịt. Ừ. Nước rửa. Bên này các bác ấy đang rửa lưới nuôi cá. Thì phải rửa thì nó mới sạch được, không rửa nó không sạch được. Nó có rêu nhiều bám nhiều. Không đánh lưới là đánh cá. Lưới này đánh tắm đèn đấy. À. Cái họ thả bên trên mình thì bây giờ mình gỡ nào được. Được.
À, bây giờ phải cởi cái đoạn của mình ra phải không? Xong lại vứt của họ xuống. Cá chấm đen ở hồ này có lớn không? Có chứ. Có con còn 5-60 cân. Ừ. 5-60 cân là to rồi nhỉ. To nhất là ở hồ này người ta nó bắt được bao nhiêu cân? Nó cũng phải từ 50 cân, hơn 50 cân rồi, có con. Ừ. Thường thường là lưới họ mới cho họ may đến họ bắt vẫn được. Ừ. 30 cân, 40 cân, hơn 20 cân. Ừ. Còn con lưới cũ là rách. Còn cái lưới mà nó cũ kia là nó phá ngay. Ừ. Cái này nó vào lưới 20 phân. Ừ. Cứ mà thả một mẻ lưới thế này không biết họ bắt được một lần có nhiều không? Không có đâu. Ai may mới được, lâu lâu mới được một con thôi. Còn lại toàn cá nhỏ phải không? Hả? Toàn cá nhỏ thôi. Không được đấy. À. Nó kiểu lỗ nó to này này, lỗ to lắm. Họ không cho đánh lên lưới nhỏ. Có. Nhưng mà kiểu thế này nó thích đánh ấy. Cái lưới này chắc họ thả cũng dài chứ nhỉ? Chưa. Ủa trời ơi kìa. Còn mình thì chủ yếu đánh tôm. Tôm bắt tôm, bắt bóng tựa. Ờ. Bóng con. Tu hàng ngày thôi không? Đấy, tu hàng ngày. Kia nó vào nó đánh đề lên. Ừ. Nó sâu. Sâu nặng, kéo mãi không lên nhỉ. Bắt cho cái kiểu để đánh đề sao? Ừ. Bây giờ là nó bị mắc các bạn, để mắc thì để các cái thiết bị thì cái mắc quá thì kéo lên được, kéo tay lên được nữa. Gọi là có một cái đồ nghề thiết bị chuyên dụng đấy. À, tôi ngồi trên một cái thuyền nhỏ hơn, vẫn của gia đình này chứ thậm xong bây giờ cái đấy bây giờ mình thả xuống à? À làm sao mình biết được cái giỏ ấy mà mình móc được hay là à đây có một cái ấy phải không? Sâu đấy, quá sâu đấy. Đấy, là móc, bây giờ là móc được rồi, bây giờ mới phải tơi lên. À thảo nào hôm qua mình cứ thắc mắc sao có cái lỗ ở trên đấy. À, quái ơi, hàn cái gì mà có cái lỗ ở trên chỗ này mà dọc cái bên này lại không cần hàn lỗ mà lại tự nhiên lại hàn một cái lỗ ở đấy. Hóa ra đây là cái chỗ để mắc cái tời. Mình treo.
là làm nhiều xong rồi mới có những cái thiết bị hỗ trợ như này nhỉ. Kéo bộ không kéo được đâu, nhé nhiều. Vướng vào những cái này mất khá nhiều thời gian nhỉ. Ở đây vẫn chưa biết là vướng vào cái gì. Đây là chồng lên nhau à, phải không? Vẫn là hai cái bát quái à? Hai cái bát quái. Dây này dây của họ. Còn nào đây? Đó tụi mỗi cái. Đó cũng là vậy. Đấy, bây giờ phải buộc cái của họ tách ra cái của nhà mình mới lại thu tiếp. Một pha chạm trán nhau nhỉ. Đây nào nó cũng bình thường ấy. Nó bảo cũng có 15 hàm xả cơm. Tiếp tục thu, hai vợ chồng lại tiếp tục thu. Thu cái giỏ nứa. Cách chị ấy thu cái giỏ tôm. Đấy, thu xong rồi lại rũ vào trong cái ấy, cứ thu đi theo cái đường kia. Mình vừa live stream đây, mọi người có thể xem là vừa live stream vừa quay đây. Máy quay phải quay để tí mai mới có video để xem. Vâng, ở trên này cũng sương mù lắm bác ạ. Cháu đang vừa quay phim vừa live stream trực tiếp từ hồ thủy điện Thác Bà để cho mọi người xem. Ở đây là có cái chị là chị thu ở cái thuyền bên kia, chị đang thu cái giỏ nứa. Có một cái bên. Phía bên này là cái khu nuôi cá của người dân nha các bạn nhé. Đây, khu nuôi cá này. Khu này có mấy cái bè nuôi cá này. Đấy, dọc từ đây lên trên bờ hồ có mấy cái bè nuôi cá này. Còn ở bên ngoài này là chỗ đánh cá của đánh cá đánh tôm. Ở trên này cái khu bên trên đấy là khu nữa. Cái khu bên trên cao xa kia là họ nuôi cá à? Chú Thâm. Một cái khu nhà bên kia ấy. À kia, vâng. Của công ty đấy. À, cái khu bên kia là của công ty. Họ khai thác và nuôi trồng thủy sản ở trên hồ Thác Bà. Nuôi nhiều lắm. À. Họ nuôi cá gì nhiều? Cá ngạnh với lại cá lăng. À. Nuôi cá nước mắt ấy nhỉ. Cá trơn. Vâng, cá trơn. Vâng. Vâng. Mênh mông thủy điện. Mênh mông trên hồ thủy điện. Rất nhiều luôn. Đây là cái cảnh thuyền du lịch đang trên hồ thủy điện Thác Bà nhá. Còn đây là thành quả của buổi sáng. Đấy. Có cá được để ở đây.
Đây, bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem thành quả buổi sáng của hai vợ chồng chú. Đấy. À, như thế này thì buổi sáng hôm nay có được đạt sống hôm không? Không đạt đâu, giờ này cũng gọi là bốn người cắt được khoảng 200. Ờ, à, đều gọi là bình thường đúng không? Ờ, à, đây. Bên này có bóng nhiều được nhiều không? Bóng bóng. À, được mấy con? Bóng cắt được khoảng 2-3 cân. À. Ờ. À, đây. Đây, cho sát đấy. Ơi, được vào ngày có bóng nhá, đấy. Nhiều nhiều đấy nhỉ? Ờ, được khoảng 5 cân. À, thưa quý vị và các bạn, một buổi sáng được trải nghiệm đi cùng hai vợ chồng chú Thâm để đánh bắt quái ở trên hồ Thác Bà. Một trải nghiệm rất là thú vị. Đấy. Bây giờ hai vợ chồng là cũng đã kéo được gần sắp xong cái công việc buổi sáng rồi. À, thu bắt quái công việc buổi sáng. Bây giờ đến công đoạn là thu dọn cá và dọn đồ nghề xong là sẽ bán cá. Hôm nay được ngồi trên cái hồ thủy điện Thác Bà để trải nghiệm cái khung cảnh buổi sáng cũng như cuộc sống làm nghề trải lưới ở trên hồ. Một cảm giác, một trải nghiệm rất là thú vị đối với tôi. Các bạn theo dõi video thì thấy hay nhớ cho một like nhé. Sau một buổi sáng thì bây giờ thì tôi sẽ có thể là chào tạm biệt hai vợ chồng chú Thâm để trở lại bến tàu và đi về thành phố Yên Bái, tiếp tục hành trình của mình lên Điện Biên Phủ. Chào chú Thâm nhá. Chào nhá. Đây là em sẽ đưa mình vào trong trong bến. Đấy, hai vợ chồng tí lại vẫn tiếp tục đi làm đánh bắt hồ trên này. À, mình trở lại bến xuồng, bến phà chứ, bến phà sang sông Yên Bái. Treo xuồng chân thế này có mỏi không em? Không. Giờ quen rồi phải không? Một cái quen này cũng bình thường thôi. Nó kiểu như mình đi trên bộ ấy phải không? Tàu du lịch. À, cái tàu du lịch. Cái tàu của tôi là chuẩn bị tí tôi sẽ lên cái tàu này để đi lên cái phà này để lên Yên Bái. Rồi, anh chắc chắn anh sẽ qua. Thì nếu mà đi xe máy thì nó gần thôi, nó khoảng 80 cây thôi. Nó gần mà từ đây đến hồ. Nhưng thực ra là từ trước đến giờ sau cái đợt này đi chưa đi nhá, là chưa biết cái khu hồ này và chưa biết nó đẹp thế này ở đâu. Và mỗi lần ở trên nhà đi chơi cứ toàn đi chơi đâu không biết là sang hồ Thác Bà để chơi. Và có khi sau cái video này của anh ấy có nhiều người đến hồ Thác Bà ở bên anh sang. Ừ. Rồi, bởi vì nhiều người ta nó thấy thấy cảnh hồ đẹp mà. Đây, tàu của mình bắt đầu, thuyền của mình bắt đầu cập bến. Trong rồi. Ui giời, cái ba lô nặng lắm. Anh phải túm cả hai cái này lên. Chào em nhé. Hôm nào anh lại xuống chơi sau. Chào hai vợ chồng chú Thâm, mình sẽ lên tàu. Vâng, chào em.